Kính không độ thì ai cũng đeo được phải không chị? Kính không độ mình đeo đi thường đó buổi thôi chứ buổi chiều thì đâu có thấy được mình. Mình không cần gì muốn đeo kính không độ để dùng điện thoại. Kính đã không có độ thì mắt rẻ gì mà trả như nhau, mua rẻ thôi. Kính không độ mà mình đeo nhiều có sao không em? Kính không độ đeo cho đẹp thôi chứ không có tác dụng gì. Liệu có phải như vậy hay không? Khi nhắc tới kính á, thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc là cải thiện thị lực. Nhưng mà dạo gần đây á, thì kính không độ lại được rất nhiều người ưa chuộng nha. Đặc biệt là trên các cái kênh online thôi á, thì mỗi một tháng đã có hơn 10.000 chiếc kính không độ được bán ra. Nhưng mà kính không độ liệu có thật sự là phù hợp với tất cả mọi người? Nhiều người vẫn nghĩ kính không độ là lành tính, ai đeo cũng được, mua ở đâu cũng được, miễn là hợp thời trang và hợp túi tiền là được. Nhưng mà thật sự có phải là như vậy hay không? Kính không độ có phải là dòng kính quốc dân, hợp với mọi người, hợp với mọi nhà hay không? Cái gì chứ liên quan tới sức khỏe là phải cẩn thận nha mọi người ơi. Nhưng mà cái gì khó, có chuyên gia. Và đây là chuyên gia Thỏ Phú Chỉ. Dạ, thì em chào chị Uyên và các bạn. Thì không biết hôm nay á mình có thắc mắc gì cần em hỗ trợ nữa ha. Vậy nè, tại vì có nhiều người á nhắn tin ở trên kính hải chiều cho bên chị để hỏi về kính không độ. Sau đó chị tìm hiểu ở trên mạng, chị thấy kính này giờ hot ghê nha em, nhiều người mua lắm. Nhưng mà chị đang thắc mắc là mọi người có đang hiểu đúng về kính không độ và họ có đang sử dụng đúng cách hay không á. Dạ rồi, thì em xin chia sẻ luôn ha. Kính không độ hiện tại nó rất đang là hot do là thời trang và rất là thuận tiện, có thể mua online nữa, cho nên là họ có thể, khách hàng họ có thể mua rất là dễ dàng. Tuy nhiên á thì kính không độ mình có thể hôm hiểu nôm na đây là một cái kính tròng trong suốt và không có độ gì hết. Có thể phù hợp với các bạn mà không có độ các tật khúc xạ như là cận viễn loạn hoặc lão mà. Những bạn trẻ ngày nay á thì các bạn không, tuy không có vấn đề gì về thị lực, không cần đeo kính, nhưng mà các bạn vẫn rất là thích đeo kính, do đó nó gần như là một cái phụ kiện thời trang đi kèm, nó rất là đẹp rồi. Thì mặc dù nó là không độ ha, tuy nhiên mình vẫn nên hiểu rõ về tính năng cũng như là công dụng và tác hại cũng như là lợi ích của nó khi mà đeo kính này, để mà có thể bảo vệ mắt được tốt nhất. Vậy thì kính không độ có tác dụng gì vậy rồi ha? Nó có chống được ánh sáng xanh giống như là quảng cáo không? Dạ, thì tròng kính mà không độ á có chống được ánh sáng xanh hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái loại tròng mà họ đang sử dụng. Đầu tiên á, tròng kính không độ nó có thể có hai loại, là tròng kính thông thường. Tròng kính thông thường này nó chỉ có những cái tính năng như là hạn chế UV tia cực tím nè, hạn chế đeo lên á nó sẽ thời trang hơn và hạn chế bụi bẩn cũng như là tác nhân khi hại khác từ môi trường. Và cái loại tròng kính đặc biệt hơn xíu là nó sẽ có lọc ánh sáng xanh, là ngoài cái việc giống như một cái tròng kính thông thường là chống UV, bảo vệ mắt khỏi những cái tác nhân nguy hại từ môi trường á, thì nó còn có tính năng là lọc ánh sáng xanh để giúp cho các bạn mà làm việc văn phòng, tiếp xúc máy tính, thiết bị điện tử nhiều á, giảm được mỏi mắt nè, khô mắt, nhức mắt, cũng như là giảm được cái khả năng bị thoái hóa điểm vàng sau này. Đó, thì ngoài những cái tính năng lọc ánh sáng xanh á, tròng kính không độ nó sẽ còn có một số cái tính năng khác nữa. Đầu tiên á, nó sẽ có thêm là chống bụi bẩn, có nghĩa là những tròng kính không độ thường sẽ có chống bụi bẩn để bảo vệ mắt tốt hơn khỏi cái việc là khi di chuyển ngoài đường đó khói bụi quá nhiều. Rồi tiếp theo á, một số tròng kính mặc dù là không độ nhưng với những cái tính năng đặc biệt của từng hãng á, họ thiết kế những cái công nghệ đặc biệt để mà cải thiện thị lực luôn, có nghĩa là có thể là giúp cho mắt nhìn xa, nhìn gần thoải mái hơn, rõ nét hơn bình thường. Đó, và cuối cùng là định hình phong cách thời trang của người dùng, có nghĩa là vẫn là tròng kính không độ thôi nhưng mà nó có thể tính năng là nhuộm màu nè, hoặc là đổi màu, nó giúp cho người đeo lên á được thời trang hơn, đẹp hơn. Mọi người vẫn thường hay nghĩ á là kính không độ thì chỉ dành cho những cái người mà không bị tật về khúc xạ giống như là cận nè, viễn nè, loạn thị, thì cái này có đúng không thợ ha? Không hẳn chị ha, có nghĩa là kính không độ ngoài nó phù hợp với các bạn không có tật khúc xạ thì những bạn mà có tật khúc xạ thấp vẫn có thể có lợi được từ kính không độ. Đó, thì thường á, khi các bạn có độ cận thấp á, thông thường là độ cận thấp ha, thì sẽ khi nhìn gần á, làm việc máy tính hay coi điện thoại á, mắt nó sẽ cần giảm độ đi một xíu để cho các bạn nhìn nó giảm, nó đỡ khó chịu, nó giảm cái áp lực từ mắt. Cho nên là kính không độ lúc này nó sẽ rất là có ích, nó làm cho các bạn dù có làm việc máy tính cũng như là coi điện thoại lâu á, nó sẽ giảm được áp lực cho mắt nè, ngoài ra bảo vệ mắt thêm được khỏi tia UV, tia ánh sáng xanh, cũng như là khi mà di chuyển ngoài đường thì bảo vệ khỏi khói bụi. Có một cái tranh luận như thế này nè Thọ, tức là người ta nói á, nếu như mà đeo kính không độ thường xuyên á thì nó có nguy cơ là ảnh hưởng đến thị lực, thậm chí là gây bị mù mắt nữa, thì cái này chị không biết phải không ha? Dạ rồi,
thì em xin chia sẻ luôn là nếu mà kính không độ á, mà không đảm bảo chất lượng á, thì đúng là khi mà đeo những cái loại tròng kính đó nó vẫn có thể gây ảnh hưởng tới thị lực của mình, nặng thì có thể là gây mù. Thì phần lớn á, kính không độ mà không đảm bảo chất lượng á, có thể là mình mua một cái kính ở ngoài, mình không thay tròng kính, mình để những cái miếng nhựa mắc mẫu luôn, thì những cái miếng nhựa đó nó chỉ là nhựa mica thôi, mình đeo lên lâu ngày á, nó sẽ không có tác dụng là điều chỉnh ánh sáng rơi vào đúng mắt của mình, cũng như là bảo vệ mắt khỏi tia UV, tia cực tím, cho nên đeo lâu đúng là nó sẽ có tác hại. Còn khi mà mình đã mua một cái kính không độ ở những cái địa điểm mà bán kính nó chất lượng hoặc uy tín đảm bảo chất lượng á, thì khi đó mắt mình sẽ đảm bảo là được bảo vệ hoàn toàn, tối ưu, và khi đó mình đeo kính không độ lúc này á, nó mới không có tác hại đến mắt. Ê, nhưng mà chị nghe mọi người nói á, là kính không độ thì chỉ đeo được khi mà đi ngoài trời nắng thôi, vậy thì cũng đâu có tiện lắm đâu. Dạ rồi, thì khi mà đi ngoài trời nắng á, thì thông thường á, họ sẽ ưu tiên là chọn một cái kính mát. Nhưng mà kính mát á, nó chỉ có tác dụng là chống chói và bảo vệ mắt khỏi tia UV thôi, chứ nó sẽ, và một phần nữa sẽ là hạn chế khói bụi, nhưng mà nó sẽ không có lọc được ánh sáng xanh. Thì khi này á, một cái tròng kính không độ nó sẽ tiện dụng hơn, do là trong cái tròng kính này nó sẽ có lớp phủ mà để lọc ánh sáng xanh đi luôn, nó bảo vệ mắt mình khỏi những cái tia ánh sáng xanh có hại từ thiết bị điện tử để giúp mắt nó khỏe hơn. Do đó khách hàng có thể chọn một cặp kính không độ để đeo cả trong nhà cũng như là ngoài trời luôn, đeo thường xuyên mà không còn lo sợ gì nữa. Có một cái ý kiến nữa nha, mà chị thì chị giống ý kiến này nè, đó là kính không độ mà đã không độ rồi đâu có liên quan tới thị lực đâu, cho nên mua giá nào mà không được, càng rẻ càng tốt, đúng không? Dạ cái này thì không đúng đâu chị ha. Có nghĩa là khi mà chúng ta mua kính á, thì chất lượng á, nó rất là quan trọng, do là tròng kính nó sẽ có nhiều dòng, nhiều loại khác nhau của nhiều hãng khác nhau, cho nên là khi mà chúng ta chọn những cái loại tròng kính mà giá trị thấp á, có thể lớp phủ nó sẽ không tốt, thì những cái tính năng bảo vệ mắt khỏi tia UV nè, khỏi ánh sáng xanh nè, khỏi cái việc mà khói bụi á, nó sẽ không cao bằng những cái tròng kính có chất lượng cao hơn. Cho nên là khi đeo á, đúng là nó không có tác hại quá nhiều đến mắt, nhưng mà nó vẫn sẽ có nhiều hơn so với là mình đeo một cái tròng kính không độ mà nó đảm bảo chất lượng được cho mình. Rồi, còn thêm một ý nữa, có nghĩa là tròng kính không độ mà giá rẻ á, thì thường cái chất lượng truyền quang của nó, cái độ truyền quang của tròng kính á, nó sẽ không cao. Cho nên mặc dù mình đeo kính không độ mắt mình cũng không độ luôn, nhưng mà mình đeo lên mình vẫn cảm giác là sao cái kính này nó bị mờ hơn so với cái việc mà mình không có đeo kính. Đó, thì cái đó là do chất lượng truyền quang. Còn đối với những cái dòng tròng kính mà nó đã là chất lượng cao rồi á, thì cái độ truyền quang của nó rất là tốt, cho nên hình ảnh lúc nào cũng luôn được giữ rõ nét và sắc nét nhất có thể, để cho mình nhìn qua nó không bị khó chịu. Truyền quang là gì ha? Thì truyền quang á, sẽ là cái mức độ mà ánh sáng á, đi qua tròng kính và đi thẳng trực tiếp vào mắt mình. Đó, thì khi mà qua một cái lớp kính này đó, thì ánh sáng đúng là nó sẽ bị phân tán ra một cái góc độ nhất định. Thì khi mà cái mức độ truyền quang nó không tốt á, nó sẽ cản ánh sáng lại, nó không cho ánh sáng đi qua nhiều. Và khi mà cái mức độ truyền quang tốt hơn á, thì gần như toàn bộ cái phần ánh sáng mà nhìn được á, nó sẽ được đi vào mắt mình để mình nhìn rõ nét hơn. Vậy thì á, là chị cũng như là tất cả mọi người đã hiểu rõ hơn về kính không độ rồi, cũng như là hiểu rõ về những cái nhầm tưởng mà mọi người vẫn thường hay nghĩ về kính không độ. Nhưng mà Thọ ơi, thì ai nên đeo kính không độ này? Đây có phải là cái dòng kính mà quốc dân không, kiểu là phù hợp với mọi người, phù hợp với mọi nhà hay không? Dạ rồi, thì dòng tròng kính không độ này đúng là nó có thể gần như là phù hợp với rất là nhiều người. Tuy nhiên nó sẽ đặc biệt phù hợp với một số bạn sau đây ha. Thì ví dụ những cái bạn mà có thói quen là hay làm, phải làm việc văn phòng nhiều nè, hoặc là có thói quen hay di chuyển ngoài đường, môi trường nhiều khói bụi và nhiều ánh nắng mặt trời, tiêu UV nhiều đó, và hoặc là các khách hàng, các bạn mà có nguy cơ cao bị thoái hóa điểm vàng nè, hoặc đục thủy tinh thể, thì khi đeo tròng kính này vào á, mình di chuyển ngoài đường á, nó cũng sẽ bảo vệ mắt, giảm thiểu đi những cái tác nhân nguy cơ đó. Rồi, nhưng mà khi mà mình chọn cái tròng kính không độ á, thì lưu ý giúp em một số cái điểm sau ha. Đầu tiên là nên chọn những cái địa điểm mua tròng kính nó uy tín một xíu, đảm bảo chất lượng cho mình. Rồi, tiếp theo á, khi mặc dù đã đeo không độ, mình biết mắt mình không độ rồi, nhưng mà mình vẫn nên đi tái khám mắt định kỳ để coi coi là sức khỏe mắt nó ổn định hay không, nó có thay đổi gì hay không. Còn về cái cách bảo quản tròng kính á, thì mình nên vệ sinh thường xuyên bằng những cái dung dịch chuyên dụng, tránh sử dụng hóa chất hoặc là xà bông, nước rửa chén nữa, những cái đó nó ảnh hưởng tới tròng kính, và cũng như là tránh để kính ở nơi nhiệt độ quá cao. Cũng như là để kính bị va đập á, thì lúc đó những cái lớp phủ bảo vệ những cái tính năng đó nó sẽ bị mất đi, thì tròng kính nó cũng gần như trở về một cái tròng kính không độ thông thường, nó sẽ mất đi những cái tính năng đặc biệt của nó.
Cảm ơn Thọ đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích về kính không độ, và hy vọng là video này đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về dòng kính này, cũng như là có thêm một sự lựa chọn một chiếc kính phù hợp cho mình nhé. Nếu mà các bạn có thêm thắc mắc gì, cứ để lại bình luận bên dưới thì Thọ cũng như là kính Hải Chiều sẽ cùng nhau hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho bạn. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Kính Hải Chiều để tiếp tục cập nhật những thông tin rất là bổ ích và hữu ích về mắt và kính nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.